Anh vào trong địa ngục trần gian, anh không thể ở. Từ chối xa tăng làm nó mắc cỡ, trách xa kẻ xấu luôn quy không tha thứ. Họ tống anh đi vì anh là chết nhân. Anh đã chọn lên thiên đàng ngồi sofa, gác cái chân lên cái bàn coi phim ma. Thế gian hỏi quy đi đâu lâu vậy, thiên đàng thượng giới quy đang ở đây. Nếu mà muốn lên đây thì hãy quyết định, cái xấu cái tốt do mình phân tính. Cuộc đời mỗi người mình là nhân vật chính, thời gian là một cuộc hành trình. Trời đã nhắn anh trước, bên trái bên phải, bên đúng bên sai. Ngày sinh nhật trên tay, nó sẽ nhắc để cho anh nhớ rằng anh là ai nè. Ê, anh là người quyết định, trong tất cả các bữa tiệc anh đều là nhân vật chính. Khi anh bước tới mang luồng gió mới, mọi người hét, mọi người thét, wow, quy tới chơi. Không cần phải đợi bởi anh không có thời gian, đây là thời khắc ông trời sắp sửa ban nè. Anh lấy hết thế gian này là dành cho anh, giây phút quyết định của anh là đây. Anh ở đây hay ngoài kia? Đây hay ngoài kia? Do em chọn. Anh ở đây hay ngoài kia? Đó là do em chọn. Câu trả lời của em đó là trên thiên đàng. Em thấy gì bây? Đất thấy thiên đàng nơi đây nguy nga. Ngàn mây bay bay chân ngờ. Từ xa thiên thần cất vời lời ca. I'm living in your love, love, love. Let all the words fall down. Stop waiting, just love, oh love. Lên thiên đàng, lên thiên đàng. Chúc mọi người vui vẻ nha.